trở lại nó phải được về phải được 30%. Thế từ 27 đến 30 thì nó phải đạt được 70%. 60%, thấp nhất là phải 60%. Đến ngày 30. Chứ còn này, mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì là nở tất, nở hết. Là 100% nở hết. Wow. Chứ còn thì lại nở lại đến 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7 nở thì mới hết thì kể những người mà thích cái để kéo dài ra riêng thì mới thích, chứ còn ngoài ra những người mà ví dụ hết Tết người ta đi làm rồi thì người thu dọn rồi thì bây giờ mới nở nở hết thì cũng không đẹp, tức là ở nhà mà nở hết, hết ngày mùng 3 mà nở hết rồi thì mới đẹp, mùng 3 là hết Tết ví dụ thế, mùng 4 mùng 5 là thu dọn nhà rồi người ta ném ra đường hết cả rồi cây đào trắng không đẹp, muộn quá. Nó tầm thế, nó cũng có tỷ lệ phần trăm của nó khoảng trong 3 người chết nó hết quay nó hết là đạt 100% tỷ lệ là chất lượng là cao, là được. Vâng. Chứ này, mùng 3, mùng 4 Tết mới nở được 67% thì còn lại 30 để chơi giảm nữa thì vẫn chưa đạt. Nếu như theo chất lượng cây đào thì vẫn chưa đạt. Thì anh chỉ phù hợp với cái anh mà chơi ở nhà thêm như một thời gian nữa nở để đấy thôi, chứ còn thường thường mà nói bắt đầu đi làm một năm một sáu nhà ra dọn nhà dọn cửa thì cái cây đào này người ta cho hết ra đường mất đi sau một chiều người ta đi thu hết. Nếu không hay 30 trở lại thì nở 8%, 90% rồi thì lại không đẹp. Không đẹp có chỗ là đến cái mùng Tết thì rụng sạch. Đúng rồi. Nó tàn nhưng mà nở được 4-5 ngày rồi đến ngày ấy nó cứ tàn thì không đẹp. Nó phải 70-80% ở ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 nó Tết thì trong 3 ngày đến mùng 4, mùng 5 mà nó tàn thì nó rụng thì hết Tết rồi thì mới là đẹp. Đẹp một cái đào là đúng là đúng dịp Tết thì hơi khó không nhỉ? Khó chứ, nó mẫn cảm với thời tiết. Thời tiết của nó quan trọng lắm, mình thấy trên TV, trên mạng nói là nhiệt độ bao nhiêu cho phù hợp. Như nào nó cũng đăng tải cả rồi. Nhưng giờ cái đại nhiệt độ của thời tiết thì ai làm chủ được cái đấy? Chẳng ai làm chủ được. Chỉ có cái vận may này. Cái người nào mà nếu mà rét nhiều vặt sớm, vặt lá sớm thì lại thắng. Vặt lá sớm thì chẳng qua làm theo cái cảm tính này. Còn cứ làm nhiều rồi thì nở còn hơn mù. Kiểu thế. Thì là may, vẫn may thì là được. Chứ còn thì nói tài thì... Không tài thì không tài. Cũng có người thì có thể nói tài nhưng mà lại gặp gì. Thế nhưng mà nói gì thì nói nhưng mà... đều phải nhờ vào cái thời tiết ấy. Thế bây giờ định thời tiết như thế nào để mà giải quyết được ấy. Thì bây giờ đấy chỉ cần cứ cái đào của mình lại đào 40 ngày hay là 50 ngày, 60 ngày gì đó. Thì bây giờ cây hoa này thì cứ đang cái kiểu như này thôi. Tốt lá đi. Còn không tốt đâu nhỉ? Không tốt đâu nhỉ? Cái gì? Tức là nó thế kia. Thế kia giống nhỉ? Vâng. Cũng cái ngày giống nhỉ, không tốt nhỉ? Nhưng mà lá nó không tập trung. Lá nó không tập trung nhỉ? Lá giải rác nó nhỉ? Không đều. Thấy nó làm nhỉ? Nó cưỡng bức là nó đều một người. Ở Vân Đào cũng phun nước sâu không nhỉ? Sâu nó bên trong, nó nằm bên trong. Nếu như không phun nó nằm bên trong. Nhưng mà bình thường này thôi, nếu nó nằm bên trong này, nó gọi là sâu đục thân. Phun là nó biết. Vẫn phải chút sâu. Chút sâu như này nó nặng. Có ba cái loại. Cái loại dẹp sát. Chút sâu
nhõn rồi xong xuống xuống đục thân. Đục thân là đục này, đấy, thân này thân xuống lõn, xuống lõn ăn cũng có lõn thì cái rồi mới là cái dẹp sáp một kín rồi, chắc là cái công phu và những bạn có cao cấp có cái này nó không như rau cỏ nó không độc hại. Được rồi nó chết rồi, thời gian nó dài không có không thể nào hiểu mà, bởi vì là cái này phát tán bằng môi trường khí ăn không ăn rau. Trồng đào lại vất vả không nhỉ? Bận tỉa toát. Làm cái này công khá nhiều, một năm như thế này không thấy người làm thời hạn cắt để dăm ra cái học hỏi đấy. Dạ vâng. Ông trồng đào lâu chưa? Bao nhiêu năm trồng đào rồi ông? Lâu thì lâu rồi nhưng mà cái nhiều dòng nhiều thì cũng nhiều kiểu khoảng không từ lâu rồi thì suốt thì cái thời gian trồng ở bên Thạch Châu Câu vậy, ở đây trồng cái lúa đấy, trồng cái lúa đấy, hàng chục năm nay cũng trồng. Trời kinh. Năm nào cũng có đấy thì chỉ có ruộng nó có ít này, nó lớn nó bé này, rồi là cái họ bên dòng cả rồi, thì ở giữa này cũng không canh tác gì được, cấy lúa không cấy được. Dòng mấy cây đào ở đây thì cuối năm thì cũng có cái sản phẩm thu nhập thêm vào, chứ cấy cái đấy không cấy được, cái bé ruộng bé mới nữa chuột bọ nhổ lắm phá hết mà đất chung. Nếu như trồng trọt cây màu ấy, không chịu được là muốn chết rồi hết. Nhưng mà cây đào này thì nó cứ cá như là thời gian của cây đào nó chịu đựng được nhiều lâu hơn, do vậy là mình chống đúng dễ hơn. Vâng. Do vậy ta làm đúng như này làm nó cao rồi nước đỡ nhưng mà trồng cây rau màu như thế này đang bắt rồi. Đào này là có chỗ ông này là nó phù hợp với đất ấy nhỉ? Đất nào trồng được đào tốt đẹp nhất rồi không? Đấy, nói chung là cái đất, cái chất đất 71 là làm được. Ở đâu giờ anh đất 71 là đào trồng. Xa nó không dọc đất cái cây đào này đúng không? Nó cũng không ấy, không khắc nghiệt lắm đâu. Chỗ nào cũng dọc, cây đất nào cũng dọc, đất xét, nó đẻ hái nó không dọc. Dạ. Đất sét để hái nhiều đôi bên trong còn vật đất sét thì phải cứu sức ở đây thì cũng không nó không khắc nghiệt lắm. Nó dễ trồng không? Cũng dễ thôi. Cháu tưởng chữ trồng đào khó không? Không khó lắm, dễ thôi. Nó bình thường thì cái kiểu như cái cây cảnh thì như cây hoa, chính cây hoa nó còn mẫn cảm, nó còn có khi là phải khó hơn, bởi vì còn thấp điện như cái này nữa, không phải thấp điện.
Đào rong đẹp. Đấy, tình hình chỉ như này thôi, không đẹp gì đâu. Nó còn phải cho phụ thuộc người mua. Người mua thì cũng có người thì bảo này là xấu, cũng có người bảo là được. Cháu thấy là tùy mắt. Thị trường bây giờ thì nó là theo khách hàng. Cháu thì bảo đẹp nhưng mà cũng có người nào bảo không không đẹp.